Một bạn đọc cho thầy cái đề này nè. Bùi Thị Ngân. Một hộp có chứa 7 quả cầu trắng và 3 quả cầu đen cùng kích thước. Rút ngẫu nhiên cùng một lúc 4 quả cầu, tính xác suất để trong 4 quả cầu rút được có 2 quả cầu đen, ít nhất 2 quả cầu đen, còn quả cầu trắng. Toàn bộ là 4 quả đều màu trắng hết, ý là câu C thấy không? Thì Ngân giải được cái này không Ngân? Dạ cũng được ạ. Rồi bây giờ thầy nhờ bạn Ngân chiếu cái bài giải của Ngân lên cho cả lớp xem được không ạ? Em bấm giải, em bấm máy. Uh-huh. Nó có ghi ra ngoài mà. Rồi bây giờ nếu mà bấm máy thì em cho thầy biết coi cái đáp án của câu A của em là nhiêu. Câu A của em là 0.3. Rồi câu B. 1/3. 1/3. Câu C. 1/6. Rồi các bạn khác thấy đáp án của bạn gì đúng chưa? Đồng ý với đáp án của bạn chưa? Dạ đúng rồi. Đúng ha, chị thì cái câu này thì khỏi sửa ha. Cái này khỏi sửa nha ha. Thầy có thể trình bày cho, để em biết sau này cách trình bày không thầy? Cách trình bày ha, rồi. Dạ, cách trình bày. Cách trình bày. Không phải ba, 1/3. Ở đây coi chơi cách trình bày như thế này được nè. Thì ở đây là mình đánh thêm cái chữ, mình ghi thêm cái chữ là gọi. Gọi, cái này là mình gọi tên biến cố. Khi mình giải về toán xác suất thì mình phải gọi tên biến cố không? Thì gọi A là biến cố trong 4 quả cầu rút ra có 2 quả cầu đen, thì mình tính xác suất của biến cố A nè. Xác suất biến cố A thì số phần tử của A là ở trên nè, số phần tử của omega nè là C40 ha. Thì đáp án của mình là câu 3, câu bằng 0.3 đúng rồi nè. Thì cái mình gọi tên biến cố cho quen, mặc dù cái bài này thì không nhất thiết phải gọi tên biến cố ha. Mình chỉ để xác suất cần tính rồi xuống mình tính cái đó B ra cái xác suất đó cũng được. Ý thầy nói là chỗ này nếu mà mình khỏi gọi tên biến cố cũng được, mình để xác suất lấy được 2 quả cầu đen là xuống hàng, mình ghi cái công thức này ra. Tại vì nếu mà mình không gọi tên biến cố thì mình chỉ cần viết cái phần này thôi nè, đúng không? Rồi mình ghi cái chữ này là chữ B cũng được, B cũng được ha. Ví dụ như mình khỏi gọi tên biến cố, mình ghi là B nó bằng này đó. Đấy, thì ở đây mình gọi tên biến cố được cho phân biệt câu A câu B, nó chưa có tác dụng nhiều không? Thì cái này chủ yếu là nó áp dụng là cái công thức tính xác suất theo cái mô hình đồng khả năng đó. Rồi. Rồi bây giờ chúng ta xem tiếp cái câu số 2. Trình bày là giải gì được không? Rồi đứa nào mà muốn lưu lại làm tài liệu thì mình có thể chụp hình màn hình lại. Thì giữ màn hình thế này, chúng ta chụp màn hình lại. Nếu mà xài máy tính thì chụp màn hình cũng được phải không? Điện thoại cũng chụp màn hình được. Rồi bây giờ mình sang câu số 2 nha. Câu số 2 này. Đây. Rồi một bạn đọc cho thầy câu số 2. Phạm Hữu Đức. Đây là một hộp có 100 tấm thẻ như nhau, được ghi các số từ 1 đến 100. Rút ngẫu nhiên hai thẻ rồi đọc theo thứ tự từ trái sang phải. Tính xác suất để câu A rút được hai thẻ lập nên một số có hai chữ số.
cô B rút được hai thẻ lập nên một số chia hết cho năm. Rồi. Em giải được câu này không Đức? Dạ không. Các bạn nào giải được không ạ? Bạn Lê Thị Quỳnh Như Như Quỳnh giải được không em? Dạ. Em có chụp màn hình Zalo gửi cái bài giải của em cho thầy được không? Thầy đợi em xíu em chụp cái thầy. Cho em xem màn hình. Chia cho A2 100, rồi cô B là lấy 99 nhân 20 ha, mình chia cho A 200 ha. Khi là mình lấy lần lượt không hoàn lại đó là nó là cái tổ hợp, cái chỉnh hợp ha, mình lấy ra không hoàn lại là chỉnh hợp đúng không Quỳnh Như Quỳnh? Dạ. Tức là khi mình lấy ra không hoàn lại hai thẻ thì đó là chính là một cái chỉnh hợp chập hai của 100 thẻ đúng không? Cho nên là khi mà mình ở đây là bạn cái không gian mẫu của mình là A2 100, tức là số chỉnh hợp chập hai của 100 đúng không? Còn ở trường hợp câu B đó là mình lý giải như thế nào? Dạ tại vì số chia hết cho 5 thì ví dụ như từ 1 tới 10 thì sẽ có 2 số, mà 100 thì sẽ có 20 số. Ừ. Đúng rồi đó em, à, có 20 số. Như vậy thì mình sẽ chọn một trong 20 số đó để đặt ở cái vị trí cuối không? Vị trí cuối. Vậy thì còn 99 số còn lại đó là mình đặt vị trí đầu. Không? Chọn một trong số 99 số còn lại đặt vị trí đầu. Vậy thì mình sẽ có 99 cách chọn nữa. 99 nhân 20. Vậy thì số cách chọn mà thuận lợi cho B đó là 99 nhân 20 nữa. Được chưa? Rồi vậy thì thầy cảm ơn bạn Như Quỳnh Như Quỳnh ha. Rồi thầy cảm ơn. Thế thì bài giải của bạn đúng rồi đó ha. Tuy nhiên thì mình cũng nhớ cái cách là đặt tên biến cố nha em. Đặt tên biến cố. Mình đặt cho đầy đủ chứ không phải mình mới vô cái mình cứ ghi ở cái xác suất nó như vậy không được ha. Mình phải gọi tên là A là biến cố như thế nào, B là biến cố như thế nào ha. Thế thì cái bài giải của câu 2 nó như thế này, chúng ta có thể tham khảo. Thì ở đây mình gọi tên biến cố nè,
gọi nè, gọi A là biến cố là rút hai thẻ rút ra lập được thành là một số có hai chữ số. Thì để nó lập thành một số hai chữ số thì hai thẻ rút ra đó là đều là hai thẻ có một chữ số hết. Thấy không? Hai thẻ có một chữ số tức là từ số 1 đến số 9. Từ số 1 đến số 9. Thấy không? Nó phải có hai thẻ và mình sẽ rút hai thẻ mà nó nằm trong số 9 thẻ đó. Thì số cách rút ra nó sẽ là A29 thôi. A29. A29. Còn cái trường hợp câu B thì lúc nãy bạn có giải thích rồi ha. Tức là nó phải là cái số ở bên phải đó nó phải là chia hết cho 5. Tức là số bên phải nó phải là các cái chữ số như là một trong các chữ số như là 5 là 10, 15, 20 ha. Đấy. Đến 100. Ủa đến 100 là có không? À, cái này có số 100 luôn ha các em. Đây có số 100 luôn. Như vậy thì mình sẽ rút một trong 20 thẻ này mình đặt ở vị trí bên phải nè. Và rút một trong 99 thẻ đặt lại vị trí bên trái, vị trí đầu đó. Như vậy thì mình sẽ có là 99 nhân 20 nè. Thì xác suất của mình chỗ này là 0,2 ha. À, cái này mình có thể bấm máy được rồi. Vậy thì câu 2 được ha các em. Bây giờ mình sang cái câu số 3 nha. Số 3 này chúng ta giải được không ạ? Rồi, một bạn đọc cho thầy cái đề. Lê Thảo Nguyên. Dạ. Câu 3, một hộp thuốc có 5 ống thuốc tốt và 3 ống kém chất lượng, chọn ngẫu nhiên lần lượt không trả lại 2 ống, tính xác suất để A. Cả 2 ống được chọn đều tốt, B. Chỉ ống được chọn ra đầu tiên là tốt, C. Trong 2 ống có ít nhất 1 ống thuốc tốt. Trong 2 ống có ít nhất 1 ống thuốc tốt. Bài này giải được không em? Bạn nào giải được chưa ạ? Có ai giải được bài này không? Như Quỳnh giải được không? Như Quỳnh. Dạ được. Nhưng mà em trình bày nó hơi gối vậy. Em nãy em ghi nháp bài. Vậy hả? Em cho thầy biết rồi cái đáp án của câu A em làm được nhiêu? Dạ 5/8. 5/8. Ủa lộn thầy ơi. Không phải. 5/14. 5/14. Rồi câu B. Câu B là đâu ta? 15. Ủa? 3. Khoan. 15/36. 15/36. 15/36. Rồi câu B, câu C. Câu C làm ra chưa? Để chưa. À. Thì bây giờ giải bài này như thế này nha. Thế là mình gọi tên hai biến cố tại lấy ra hai lần nha. Lần lượt hai ống ha, mỗi lần ống đó chọn lần lượt không trả lại hai ống, có nghĩa là mình lấy ra hai lần, lần đầu với lần thứ hai nha. Thì bây giờ đó thì lần đầu có thể là thuốc tốt và là có thể kém chất lượng đúng không? Cho nên ở đây mình sẽ gọi biến cố T1, biến cố T1 là hay là A1 cũng được, A1 hay T1 cũng được không? Thì mình sẽ gọi A đi, gọi A1, mình gọi AI luôn đi, gọi AI. AI là biến cố cái lọ thuốc lấy ra lần thứ y là lọ thuốc tốt. Ống nha, cái này nó ống chứ không phải lọ ha. Ống thuốc lấy ra lần đầu, lấy ra lần thứ y. Thứ y, chữ y này chữ y ngắn là thuốc tốt.
y ở đây mình có hai lần cho nên y mình ghi bằng 1 2, y bằng 1 2 được ha, y 1 2. Thì bây giờ đó là câu A đó là xác suất càng tính, tức là cả hai ống thuốc đều tốt đúng không? Xác suất của câu A là cả hai ống thuốc đều tốt, mình ghi xác suất càng tính cũng được đúng không? Xác suất càng tính là tức là xác suất của biến cố A1 giao với A2 nha. A1 giao với A2. Thì ở đây mình áp dụng công thức nhân xác suất trong trường hợp hai biến cố, có sẽ là A1 nhân cho xác suất của biến cố A2 với điều kiện A1 đúng không? Đấy. Thì bây giờ mình mới coi cái đề, mình coi là cái đề mình là có 5 ống thuốc tốt và 3 ống kém chất lượng, tức là tổng cộng nó có 8 ống không? 8 ống mà mình lấy ra ống là đầu tốt. Ống đầu tốt nè. Thấy không? Ống đầu là thuốc tốt nè, vì xác suất của nó phải là 5/8 luôn. 5/8. Đấy. Khi mà mình lấy ra cái ống đầu là thuốc tốt rồi, tức là biến cố A1 là xảy ra này nha. Vậy thì trong cái hộp này nó còn là 7 ống. Nó còn là 7 ống. Thấy không? Mà trong đó là nó có 4 ống thuốc tốt thôi, cho nên là lần 2 lấy được thuốc tốt là phải là gì? 4/7. 4/7 ha. Vậy thì đáp án của cái này ra như 5/14 rồi. Để bạn làm đúng đáp án rồi. Đúng không? 5/14 chính xác rồi ha. Rồi. Thì câu A bạn làm đúng rồi ha. Bây giờ tới sang câu B thì nó nói là chỉ có ống lấy ra lần đầu là tốt hơn. Vậy thì mình có là xác suất cần tính nó sẽ là gì? Là biến cố nào đây? Biến cố nào? A1 với A gì? Tức là mình tính xác suất của biến cố A1 giao với là A1 ngang đúng không? A1 ngang. A1 với A1 ngang. Được chưa? A1 có nghĩa là gì? A1 có nghĩa là viên cái ấm thuốc mà lấy ra lần đầu là tốt, còn lần sau là nó không tốt. Cho nên ở đây nó vậy là chỉ có ống chọn lần đầu tiên là tốt thôi. Đấy. Vậy thì ở đây mình cũng áp dụng công thức nhân xác suất nha. Đấy. Tức là nó xác suất của biến cố A1 nè nhân cho xác suất của biến cố A1 ngang. Anh xin lỗi, A2 ngang với điều kiện A1 nhé. Cái này là A2 nè. Xin lỗi nha. Ở trên đây mình ghi A2 đúng rồi. Đúng chưa? Ở chỗ này thì mình sẽ tính như thế nào? Này là chỉ có đây lần đầu là thuốc tốt, có gạch đầu là không tốt thôi nha. Là lọ hỏng nha, có gạch đầu là hỏng, còn không gạch đầu là tốt. Vậy thì ở đây mình cái chỗ không gạch đầu là ngay chỗ cái chữ cái A1 nè. Có nghĩa là lần đầu lấy ra là thuốc tốt, và lần thứ hai lấy ra là thuốc hỏng. Vậy thì ở đây mình cũng áp dụng công thức nhân xác suất ha. Thì cái này là 5/8 nè. Còn cái A2 ngang với điều kiện A1 là nhiêu ạ? Chỗ này cái số này ra nhiêu? Bạn nào nói cho thầy biết rồi cái số này ra nhiêu? Dạ 3/7. Rồi thầy cảm ơn, chính xác ha, 3/7. 3/7. Tại vì A1 xảy ra có nghĩa là mình đã lấy ra lọ thuốc rồi. Vì lọ hỏng nó vẫn còn đúng 3 lọ đúng không? À. Vậy thì cái xác suất này ra nhiêu? Dạ 15/56. 15/56. 56. Bữa nãy như bạn nói 15/36 hả? Dạ. 15. Ơi. 15/36 thì chắc là nó không đúng ha. Rồi bây giờ câu C thì sao? Câu C thì mình sẽ lấy biến cố đối rồi đó. Thì ở đây mình sẽ gọi xác suất mà mình ghi xác suất cần tính luôn đi. Xác suất cần tính. Xác suất cần tính tức là nó có ít nhất một ống thuốc tốt không? Ít nhất một ống thuốc tốt. Là biến cố đối của nó là biến cố gì? Xác có ít nhất một ống thuốc tốt. Tức là xác suất
Đúng rồi, ít nhất một ống thuốc tốt thì mình sẽ ký hiệu là A1 hợp với A2 đúng không, như thế này, A1 hợp với A2. Và cái như cái này là biến biến cố đối của nó là đó là bằng 1 trừ đi cho xác suất của biến cố A1 A1 nha A2 nha A2 nha. Đúng chưa? Cái này có nghĩa là gì? Cái phần thầy tô màu màu này á, là có ít nhất một trong hai lọ lấy ra lần thứ nhất hoặc là lấy ra lần thứ hai là tốt rồi, thấy không? Còn cái này là cả hai lọ đều đều thuốc hỏng hết rồi, thấy không? Đấy. Thì bây giờ mình lại áp dụng tiếp công thức nhân xác suất trong trường hợp này. A1 ngang rồi sau đó là nhân cho xác suất của biến cố A2 ngang với điều kiện A1 ngang. Cái phần này em có thể làm theo kiểu kiểu gì nhỉ, kiểu chỉnh hợp cũng được em, chỉnh hợp cái này nếu mà em áp dụng chỗ này lấy ra cho theo kiểu chỉnh hợp cũng được, nó cũng được ha, cũng là một cái cách. Rồi bây giờ nếu mà mình làm theo cách này thì xác suất này ra như xác suất của biến cố A1 ngang là ra như, bạn nào nói cho thầy A1 ngang là ra như 3/8. Đúng rồi, 3/8. Rồi mới nhân cho cái xác suất này ra nhiêu? Rồi ra nhiêu? 2/7. 2/7 rồi, chính xác. Rồi giờ mình lấy 1 trừ cái này ra. Ra nhiêu nhỉ? 3/1 trừ cho 3/28 hả? Là ra nhiêu cơ? Cái này 2 đơn giản với 8 là còn 1/4 nè. Vì trên là trên tử thức này là nó còn lại là 3 với mẫu là 4 nhân 7 là 28 không? Là 28 phần 28 mà trừ cho 3/28 là còn 25/28 không? 25/28 đơn giản được không ạ? Dạ không, có giãn rồi. Nó có giãn rồi đúng không? Thì nếu thầy coi cái đáp án của mình, đáp án của mình là nó nằm ở đây. Câu số 3 đúng không? Cái này nó không có ra cái kết quả. Nó không có ra kết quả phân số mà ra số thập phân luôn nha. Và ra đây đáp án là số thập phân luôn ha. Thì ở đây là mình gọi thêm biến cố thì nó cũng hơi phiền phức hơn, cái này khỏi gọi cũng được ha. Chỗ câu C này mình khỏi gọi tên biến cố thì cũng được. Mình chỉ gọi hai biến cố AI này được rồi. Rồi. Thì đây là cái đáp án trong ngân hàng câu hỏi, còn cái đây là cái bài giải của thầy nha. Trong đây là bài giải của thầy. Rồi. Bây giờ mình sẽ sang cái câu số 4 thôi nha, câu số 4. Câu số 4 này mình giải được không ạ? Như Quỳnh vậy được không? Bây giờ mình đọc đề ha, mình đọc đề đi. Để thầy coi coi. Thảo Nguyên, Lê Thảo Nguyên đọc cho thầy cái đề nghe. Dạ. Câu 4, từ một lớp có 8 nữ sinh viên và 12 nam sinh viên, người ta chọn ngẫu nhiên 5 sinh viên để lập ban cán bộ lớp. Tính xác suất để A, ban cán bộ gồm 3 nữ và 2 nam, B, ban cán bộ có ít nhất 1 nữ, C, ban cán bộ có ít nhất 2 nam và 2 nữ. Cảm ơn. Thì em thấy ở đây là mình chọn cùng lúc hay là mình chọn lần lượt nha? Chọn Thảo Nguyên, em thấy chữ này mình chọn cùng lúc hay là chọn lần lượt không còn lại? Cái này mình chọn 5 người đúng không? Chọn 5 người trong số này là mấy người? Trong lớp này có mấy người đây? Dạ 20. 20 đúng không? 20 mà mình chọn 5 người
Nhưng mà ở đây nó nói là chọn ra để lập ba cán bộ lớp thôi, nó chưa phân chức vụ đúng không em? Cho nên ở đây là mình giống giống như kiểu chọn cùng lúc không hoàn lại đó ha. Chọn cùng lúc không hoàn lại hoặc là chọn lần lượt không hoàn lại, chọn lần lượt không hoàn lại. À, xin lỗi với em nha, không phải chọn lần lượt không hoàn lại nha, cái này là chọn cùng lúc luôn, chọn cùng lúc luôn, tức là nó là cái tổ hợp đó, tổ hợp chập năm của 20 đó. À, vậy thì ở đây đó là khi mình chọn cùng lúc, có cái những cái màu nó kỳ. Để là mình chọn cùng lúc. Năm người trong 20 người. Trong 20 người thì số cách chọn của mình là nhiêu? Số cách chọn. Số cách chọn là C5 20 thôi. C5 của 20. Năm 20 nè. Giải câu A đó, câu A thì mình tại vì nó chưa có cái biến cố không, cho nên ở đây mình sẽ gọi tên biến cố là gọi A là biến cố là ba cán bộ có hai nam, có ba nữ và hai nam. Mình gọi tên biến cố giống như trên cái đề nó yêu cầu làm đó, thì số hàng đó là mình mới tính xác suất của biến cố A thôi, không xác suất của biến cố A thì mình sẽ lấy số phần tử thuận lợi cho A. Thì em thấy ở đây số phần tử thuận lợi cho A là bao nhiêu nè? Số phần tử thuận lợi cho A là thì ở đây mình chọn ba cán bộ lớp gồm có ba nữ và hai nam nha, ba nữ hai nam, cái A là biến cố là gồm ba nữ và hai nam. Vậy thì ba nữ này mình sẽ chọn trong số mấy người nữ đây? Trong lớp này có 8 người nữ thôi, bây giờ mình chọn ba người nữ thì mình sẽ có bao nhiêu cách chọn? Đó là số số gì, tổ hợp chập và chập ba của 8 ha. Rồi chọn ba nữ, rồi sau đó mình phải chọn hai nam nữa thì mới đủ ba nam hai nữ đúng không? Thì mình sẽ chọn hai người nam trong tổng số 12 người nam như thế này. À, và chia cho số phần tử của không gian mẫu, tức là 20 C5 20. Rồi chỗ này các em bấm máy thì thầy coi kết quả là nhiêu. Dạ, 77 phần 323 là 77 phần 323. Mình làm tròn thành số thập phân có 4 chỉ số sau dấu phẩy thầy ơi. Là không phải mấy? Dạ, 0,2384 2384. Thì đây, đấy là mình giải xong câu A rồi. Rồi mà mình gọi B là biến cố, nó nằm ở câu B, mình gọi thẳng là biến cố B luôn. Ha. Đấy, mình ở đây mình gọi B là biến cố rồi. Cái gọi tên biến cố là gọi cái chữ cái ha. Đặt tên cái chữ cái xong rồi bắt đầu mình đặt lấy cái biến cố mà đề nó cần cho đó, mình để trong dấu ngoặc kép không. Thì lúc này xác suất cần tính nó sẽ là gì, là xác suất của biến cố B không?
xác suất của biến cố B thì nó sẽ bằng 1 trừ đi cho xác suất của biến cố B ngang. B ngang có nghĩa là B đây là biến cố ban cán bộ có ít nhất một nữ không? Vậy thì B ngang là ban cán bộ không có nữ nào. Không có nữ nào có nghĩa là 5 người chọn đều là nam hết. Đúng không? Vậy thì xác suất của biến cố B ngang này mình tính sao đây? Bạn nào nói cho thầy biết đây. Xác suất của B ngang này là như vậy, tính sao? Ghi công thức cho thầy cũng được. B ngang thì nhắc lại là B ngang là ban cán bộ lớp là gì? Không có bạn nữ nào. Có nghĩa là 5 người được chọn đều là gì? Đều là nam hết. Được chưa? 5 người được chọn là nam mà trong lớp này có bao nhiêu người nam không? Dạ 12. À 12 người nam mà mình chọn 5 người nam, hết cả 5 người nam lên thì số cách chọn người nam 5 người nam là C5 12 đúng không? Và cái này mình tính xác suất thì mình phải chia cho tổng số cách chọn 5 người trong 20 người đúng không? Đấy. Thì cái chuyện chỗ này các em bấm máy tính về giùm thầy và nghe kết quả là nhiều ha. Cái này thì bấm máy tính thì chắc là mình bấm được hết gì? 12 ship dấu chia hả em? Rồi 20 ship bấm ship với dấu chia rồi bấm số 5. Rồi kết quả là ra số này 613 646. 613 chia cho 646. Và cái này bằng bao nhiêu? Nếu mình làm tròn 40 chỉ số thập phân sau dấu phẩy thì nó là 0,49489 nè. 0,9489. Ở đây là ở câu B. Rồi tương tự vậy câu C mình cũng giải tương tự luôn. Bây giờ em giải bấm máy tính câu C dùm thầy coi câu C em tính được cũng như kết quả lắp đọc cho thầy nha. Thì chỉ đánh lời giải cho thầy. Ít nhất 2 nam 2 nữ ha. Ít nhất 2 nam 2 nữ. Thì xác suất của biến cố C, xác suất của biến cố C đó chính là như thế nào? Hai nam, ít nhất hai nam như là số nam từ 2 trở lên đúng không? Vậy thì nó có mấy trường hợp? Thực tại là có hai trường hợp. Trường hợp nào em nói cho thầy nghe đây? Cái này là hai nữ ba nam và ba nam hai nữ. Ờ đúng rồi. Vậy thì hai nữ ba nam, hai nữ ba nam thì số cách chọn là nhiêu em? Hai nữ là C2 của mấy? Hả? 8C2 à? 8C2 đúng không? Mày đang cho gì nữa? Em cho 12C3. 12C3. Rồi cái này là cái trường hợp là hai nữ ba nam đúng không? Dạ. Rồi còn cái trường hợp là ba nữ hai nam là gì? 8C3 nè. 8C3 tức là chọn 3 người trong 8 người nữ. Rồi chọn cho mấy người nữa? 12C2. Và chia cho nhiêu em? Chia cho nhiêu? C mấy? 20C5. À, em bấm máy ra giùm thầy cái này chưa? Dạ là 616 phần 969. 616 chia 969 phải không? Chỗ thập phân là ra mấy? Là 0,6357. 6357. Cái này là kết thúc bài mình chấm luôn. Đấy, mình trình bày như thế đấy em. Thấy không? Trình bày như thế này được thấy không? Đấy. Đấy, rồi mình chọn công thức tính về tính xác suất. Thì đây là câu số 4 rồi nha. Câu số 4 được ha. Giờ mình sang câu số 5.
Câu số 5 thì nó tương tự câu số 4 rồi. À, tương tự câu số 4 ở ở chỗ phần A này nè. Còn phần B là nó là xác suất điều kiện. Cho nên là thầy cũng sửa câu số 5 luôn đi. Sửa câu 5 luôn. Và ở đây mình cũng gọi tên rồi. Cái này. Bạn đọc cái đề giùm thầy. Chúng ta đọc cái đề để chúng ta có ấn tượng về cái đề nhé. Chúng ta dễ đi. Nguyễn Đỗ Yến Linh có mặt không ạ? Nguyễn Đỗ Yến Linh. Dạ thầy. Đọc cái đề giùm thầy. Câu 5. Dạ, dạ thầy quay cái đề hả? Em không có thấy cái đề sao mà. Thầy quay rồi mà. Một công ty cần tuyển 4 nhân viên có 8 người, gồm 5 nam và 3 nữ. Nạp đơn xin dự tuyển và mỗi người đều có cơ hội được tuyển như nhau. Có xác suất để cho 4 người được tuyển. A. Có không quá 2 nam. B. Có 3 nữ, biết rằng ít nhất 1 nữ được tuyển. Rồi, thầy cảm ơn. Dạ. Rồi, đây là... Ở đây nó có các cái biến cố, cái này nó có xác suất điều kiện nữa, cho nên mình phải gọi. Ở đây là tới hai biến cố rồi, câu B là tới hai biến cố rồi. Thấy không? Thì bây giờ ở đây là tổng cộng là nó có 8 người đúng không? 8 người. Bây giờ mình sẽ tuyển 4 người. Thấy không? Vậy thì khi mà mình chọn 4 người trong 8 người. Thì số cách chọn nó sẽ là giống như cái câu số 4 này, cái cách chọn. Số cách chọn nó sẽ là C8C4 không? Đọc giống kiểu máy tính thì dễ tính. Mình đọc 8C4. Rồi bây giờ câu A. Câu A thì mình gọi biến cố A luôn. Rồi biến cố A là biến cố có không quá 2 nam. Có không quá 2 nam được tuyển. Thì cái xác suất cần tính của mình là cái gì? Có không quá 2 nam được tuyển nha. Vậy thì biến cố A của mình là nó số phần tử thuận lợi cho nó là bao nhiêu? Bạn nào trả lời được? Có mấy trường hợp? Có không quá 2 nam có nghĩa là số nam được tuyển là từ 2 trở xuống thôi nha. Đúng không? Dạ có 2 trường hợp. Trường hợp nào nói thầy nha? Dạ trường hợp thì có một nam ba nữ với lại hai nam hai nữ. Không có trường hợp nào không có người nam nào. Dạ không, tại vì nó kêu Ủa? Thì sao có trường hợp nào mà cả 4 người đều nữ hết có không? Có không? Dạ không được, tại vì phải có đây có ba nữ này. Có ba nữ là B dự tuyển này đúng không? Cho nên là tối đa là mình chỉ có được 3 người nữ thôi. Phải chưa? Tối đa chỉ có 3 người nữ thôi. Đấy. Cho nên là nếu mà tối đa 3 người nữ thì mình đã có một người nam rồi đúng không? Có ít nhất một người nam rồi. Mà ở đây nó có không quá 2 nam gì thì cái số nam là từ 1 đến 2 thôi. Có hai trường hợp rồi. Trường hợp một người nam thì trường hợp một người nam ba người nữ thì số phần tử của nó là như số cách chọn là như một nam ba nữ là C mấy, một nam ba nữ phải không, một nam ba nữ với mấy, với hai nam hai nữ. Một nam ba nữ thì số cách chọn là như
nhân với C33. À, C15 nhân C33 đúng rồi. 33. Cộng với C25 nhân với C23. C25 nhân với C23. Đúng rồi. Dạ. C23. Rồi, tất cả chia cho cái nào em? Dạ, chia cho C48. Rồi, C48. Rồi. Đáp án là nhiêu? 1/2 thì. 1/2. Rồi, các em kiểm tra lại này, bấm máy kiểm tra lại rồi đúng 1/2 em nha. Đấy, thì đây là câu A ha. Câu B thì nó có hai cái biến cố rồi. Hai biến cố nữa, biến cố có ba ngữ và biến cố có ít nhất một ngữ được tuyển. Vậy thì ở đây mình sẽ gọi hai biến cố, mình gọi biến cố B. Biến cố B là biến cố là có ba ngữ được tuyển. Có ba ngữ được tuyển. Thì bây giờ mình tính xác suất của biến cố B nữa là được. Xác suất của biến cố B là như ba nữ được tuyển, ai tính được? Ba nữ được tuyển là xác suất nó tính thì sao? Bạn Quỳnh Phan Như Ngọc đó. Nói cho thầy nghe coi. Quỳnh Phan Như Ngọc. Cho Quỳnh Phan Như Ngọc không có lên tiếng vậy. Quỳnh Phan Như Ngọc ơi. Dạ có em thầy. Em có theo dõi bài không đó? À. Dạ có. Kêu lâu quá mới lên tiếng vậy. Dạ tại nhà em hơi hồn quá thầy. À. Thế bây giờ thầy nhắc lại này, ở chỗ con B này là nó có hai biến cố, và biến cố đầu tiên thì gọi là biến cố có ba nữ được tuyển. Về xác suất của biến cố B này em tính ra được không? Không được rồi, trả lời gì không được rồi. Như thế này mà học trong lớp là thầy bắt em đứng vô á. Lâm Thúy Ái trả lời cho thầy câu hỏi này coi. Dạ em nghe thầy ơi. Nghe thì trả lời đi. Xác suất biến cố B này tính sao? Ở đây biến cố B thì gọi là có 3 nữ được tuyển trong 4 người này nè. Thì xác suất biến cố B tính sao? Dạ thầy là C33. Cái gì nữa? Cho C51. C51. Cái gì nữa? Chia cho C84 rồi. C84. Rồi. Bấm máy tính cho giùm thầy luôn em. Dạ em không có máy tính rồi, tại em mượn đi học rồi. Vậy hả? Rồi bạn nào tính cho thầy coi. Như Quỳnh tính cho thầy coi. Như Quỳnh đây cho Như Quỳnh tân số nè. Dạ từ một phần 14. Một phần 14. Các bạn tính 5 phần 56 cũng được phải không? 5 phần 56 là 1 phần 14 đó. Có sao 1 phần 5, 56 ra 1 phần 14 nè. Trên là 5 mà. Một
1 phần 14 thầy ơi. 1 phần 14 mới đúng chứ. À. Rồi bạn định là tính chưa được nữa định này. Yeah. À, và ở đây nó có hai biến cố rồi cho nên mình sẽ gọi thêm biến cố nữa, mình gọi C. Gọi C là biến cố là có ít nhất một nữ được tuyển. Có ít nhất một nữ được tuyển. Ít nhất một nữ được tuyển có nghĩa là số nữ tuyển có thể là một người, có thể hai người, có thể ba người, đúng không? Có ba trường hợp, nhưng mà mình tính biến cố đối nó hay hơn. Đấy, thì bây giờ mình tính xác suất của biến cố C thì nó sẽ bằng 1 trừ đi cho xác suất của biến cố C ngang. Biến cố C ngang là cái gì? Có ai nói được thầy biết không? Xác suất biến cố C ngang là bằng bao nhiêu không? C ngang có nghĩa là gì em? C ngang là không có nữ nào được tuyển. Không có nữ nào được tuyển thì mình tính nó như sao? Đó là xe máy chia xe máy. Xe 54 chia xe 54. Đúng rồi. Xe 54. Xe 54 và chia cho xe 84. Xe 84. Rồi, bây giờ bấm máy cái kết quả này ra giùm thầy luôn em. Bao nhiêu? 13 phần 14 là chính xác nha. 13 phần 14. Tại vì có 1 trừ đó nha. 1 trừ nè. Có trường hợp nào nè? 4 người nam. Cái này tôi bấm lộn con số gì rồi. Câu này mình đi hơi lâu rồi nha. Rồi vậy thì ở đây nó có ba ý lận. Bây giờ mình tính xác suất cần tính nè. Xác suất cần tính của mình đó là nó sẽ là xác suất của biến cố B với điều kiện là gì? Với điều kiện C. Xác suất cần tính là xác suất của biến cố C biến cố B, tức là xác suất tuyển được ba nữ, đúng không, với điều kiện là có ít nhất một nữ được tuyển, biết rằng có ít nhất một nữ được tuyển. Đấy, thì cái xác suất mình cần tính như thế này. Bây giờ ở đây là mình sẽ áp dụng cái công thức gì đây? Xác suất điều kiện em, xác suất của B với điều kiện C đã xảy ra nè, cái này đọc là xác suất của B với điều kiện C xảy ra thì nó sẽ bằng xác suất của biến cố B giao C nha các em. B giao C và chia cho xác suất của biến cố C. Đấy. Nhưng mà biến cố B ấy, B là con của C. Biến cố B kéo theo biến cố C ấy. Cho nên là B giao C nó cũng chính là xác suất của biến cố B luôn. Không? B giao C nó cũng chính là B luôn. Vậy thì cái chỗ này mình chỉ cần lấy B. Bấm lộn cái nút nó nhảy ra công thức nó lớn chà bá. Rồi này giờ lấy BB chia BC rồi nghe. Không? Lấy BB chia BC. Mà BB thì nó bằng 1 phần 10 và 14 không? 14 nè. Còn BC thì nó bằng 13 phần 14 nè. Thì cái này là xác suất nó ra là 1 phần 10, 13 ha. 1 phần 13. Đấy. Thì cái bài này thì cái đáp án của nó là 1 phần 13 nha. 1 phần 13. Bạn nào chưa có theo kịp thì mình có thể chép lại nếu mà hoặc là chụp màn hình lại nữa mình chép lại ha. Mình xem rồi. Rồi đó là câu 5 đó nha. Câu 5 ha. Thì câu 5 mình lưu ý câu 5 mình có cái xác suất điều kiện nè, có xác suất điều kiện nè. Có chữ biết rằng đó, khi mà em thấy có chữ là tính xác suất mà có chữ biết rằng là có điều kiện trong đó đó. Ở đây thầy có ghi màn hình nữa nha. Ghi màn hình. Thì gỡ cái video này về lên YouTube rồi cho các em theo dõi lại cũng được. Rồi bây giờ một bạn đọc cho thầy cái
bài tập câu hỏi số 6 đi. Câu hỏi số 6. Lý Thị Kim Tiên. Lý Thị Kim Tiên không? Có mặt không? Lý Thị Kim Tiên đâu rồi? Dạ có. Dạ có thầy ơi. Ở Kim Tiên hay là Kim Tiền? Dạ Kim Tiên. À, Kim Tiên nha. Rồi em đọc cho thầy cái đề nhé. Em quay lại này. Dạ. Một cuộc điều tra cho thấy ở một thành phố có 20% dân số dùng loại sản phẩm X, 40% dùng loại sản phẩm Y, và trong số những người dùng Y có 50% dùng X. Phỏng vấn ngẫu nhiên một người dân trong thành phố đó, tính xác suất để người ấy A dùng cả X và Y, B dùng không dùng X cũng không dùng Y. Rồi thầy cảm ơn. Thì ở đây là mình không còn là tính xác suất theo cổ điển nữa, mà nó cho cái xác suất của một số biến cố, rồi mình dùng cái công thức xác suất để mình tính xác suất của biến cố khác, thấy không? Đấy. Thì cái chỗ này là chúng ta có từng giải bài này chưa? Như Quỳnh thôi. Đây thì Như Quỳnh giải được không em? Giải bài này được không? Em giải rồi. Rồi ai giải rồi? Lê Quốc Liệt hả em? À, em có thể chiếu màn hình lên cho mấy bạn xem được không? Dạ em gửi giống. À. Gửi nhóm Zalo đi rồi mình xem. Rồi đây là bài giải của bạn Liệt ha. Ở đây thì bạn gọi A là xác suất. Xác suất sản phẩm loại X. B là xác suất luôn hả? A với điều kiện B là cái này là A với điều kiện B em gặp gì làm sao biết được? Em đi nhắc thầy. Ừ. Nhưng mà em giải thích cho thầy cái này là gì? Là xác suất của biến cố gì? Dạ là xác suất của biến cố A với điều kiện B là trong đây nó A là dùng ít phải không? Dạ. Cái này để em ghi là dùng ít á, dùng ít chứ không phải sản phẩm ít. Dạ. Thì cái chỗ này nè, thầy sửa bài cho em nè. Thì mình nên ghi là biến cố thôi chứ mình không ghi xác suất. Và nếu mà mình ghi biến cố thì mình sẽ ghi là mình gọi là gọi A nè, A hai chấm nè đó, là biến cố là ở đây là em thấy ở đây trong cái đề của mình đó là gì, trong cái đề của mình là phỏng vấn ngẫu nhiên một người dân trong thành phố đó, đúng không? Phỏng vấn ngẫu nhiên một người dân trong thành phố đó, tính xác suất của biến cố là cái người được phỏng vấn này nè dùng ít và y luôn á, thấy không? Cho nên ở đây là cái tên biến cố mình đặt như thế này nè, mình đặt tên biến cố như thế này nha. Đấy, thì ở đây mình không có gọi BA nữa mà mình gọi là gì, mình gọi A là biến cố người được phỏng vấn dùng sản phẩm ít, thấy không? Người được phỏng vấn nè, dùng sản phẩm lợi ích, thấy không? Đấy. Thì bây giờ mình muốn ghi là BA nó bằng 0.2, được chưa? Để mình ghi như thế. Rồi tương tự cái B đây nè, B này mình gọi B nè, cái người được phỏng vấn dùng sản phẩm Y. Đấy. Rồi sau đó mới đúng là BB ha, BB nó ra nhiêu? Là nó ở đây là đề bài nó cho 0.4 à. Dạ. Đề bài nó cho 0.4 rồi.
Kép hay đóng tiêu nhỉ? À, nó tiêu rồi. Rồi bây giờ thế thế này như thế này đi đấy đấy thầy để coi tí ha. Vậy thì chỗ này đâu ạ? À? Thì ở đây mình ghi BA, BB, BA bằng 0.2 nè. BB bằng 0.4 nè. Rồi cái này là BA với điều kiện B. Dùng X với điều kiện dùng Y ha. Cái này là A với điều kiện B, đúng rồi. Cái này là xác suất dùng X. Dùng X biết rằng người đó dùng Y đấy. Không, tức là cái này là xác suất của biến cố A với điều kiện B ha. Cái này là dùng X biết rằng người đó dùng Y. Không? Vậy mình trình bày thế này. Tức là gọi tên biến cố lại ha. Rồi xác suất dùng X và Y là BA này. Rồi cái này đúng rồi. Rồi không dùng X và cũng không dùng Y. Không dùng X cũng không dùng Y. Tức là xác suất của biến cố A ngang giao B ngang ha. Em ghi là xác suất của biến cố A ngang giao B ngang là không dùng X và cũng không dùng Y ha. Thì nó sẽ bằng 1 trừ đi cho xác suất dùng ít nhất một sản phẩm. Và ở đây đó là mình sẽ tính xác suất của biến cố dùng ít nhất một sản phẩm là gì? BA cộng BB trừ BAB. Thấy không? Đấy. BA nè. Cộng BB trừ BAB là 0.4 rồi. 0.4 luôn. Vừa thế số vô đây thì xác suất này bằng nhiêu? 1 trừ 0.4 là bao nhiêu? 0.6. Đáp án là 0.6 nha. Đấy thì cái bài giải của bạn là từ đó là nhưng mà gọi tên biến cố chưa được ha. Chưa gọi tên biến cố được cái chỗ bị lỗi chỗ gọi tên biến cố á. Mình không có gọi xác suất luôn mà mình gọi tên biến cố nha. Nhớ thầy nha. Rồi bây giờ mình sang cái bài về. Thì cái bài giải của bạn thế là cũng tạm ổn rồi, chỉ có chỗ lỗi chỗ gọi tên biến cố thôi. Đấy. Cái bài thứ hai rồi. Cái bài số 6. Đây thì chiếu đáp án cho em xem. Ủa hình như là đáp án bạn sai vậy hả? A là người dân, người được phỏng vấn chứ không phải người trong thành phố đâu ha. Thấy không? Người được phỏng vấn. Hiển nhiên là cái người được phỏng vấn này cũng ở trong thành phố đó. Người được phỏng vấn. Rồi, câu 6 bài giải như thế này ha. Cho em coi là cái chỗ đáp án này bây giờ không phải cái này giao 0.6 nha em. 0.6 đáp án cho cái đề để không sai rồi. Bởi vì cái này là lực đồng một gang này nha. Lực đồng một gang này, em nhớ cái này là lực đồng một gang là biến cố đối của biến cố hợp. A hợp B là biến cố đối không? Thì nó bằng là giao các biến cố đối. Bây giờ, biến cố đối của biến cố hợp là giao biến cố đối. Đấy. Và còn cái biến cố này là biến cố người phỏng vấn không dùng sản phẩm biết và cũng không dùng sản phẩm đi không? Còn cái biến cố này là biến cố đối của biến cố là có dùng ít nhất một sản phẩm. Mình hiểu như thế, có nhiều mất nhất một sản phẩm. Được chưa? Rồi thấy số vô thì chỗ này là 0.2, chỗ này là 0.4, chỗ này là 0.2, vậy là còn là gì?
1 trừ 0,4 là bằng 0,6. Đáp án của mình là 0,6. Đáp án của bạn là đúng rồi đó. Rồi bây giờ chúng ta sang cái câu tiếp theo. Câu số 7. Rồi câu số 7 này có bạn nào được chưa ạ? Dạ em rồi. Em tên gì? Như Quỳnh, Như Quỳnh. Em gửi lên nhắn cho các bạn xem được không? Dạ em gửi. Các em đọc cái đề gì thầy nha. Các em còn lại đọc cái đề gì thầy trong lúc chờ bạn gửi đáp án lên cho mình xem. Rồi bạn gửi xong rồi. Bây giờ mình đọc kỹ đề lại giùm thầy cái ha. Theo một cuộc điều tra thì xác suất để một hộ gia đình có máy vi tính nếu thu nhập hàng năm trên 20 triệu là 0,75. Trong số các hộ được điều tra thì 60% có thu nhập trên 20 triệu và 52% có máy vi tính. Tính xác suất để một hộ gia đình được chọn ngẫu nhiên. A. Có máy vi tính và có thu nhập hàng năm trên 20 triệu. B. Có máy vi tính nhưng không có thu nhập trên 20 triệu. Như em lưu ý cái chữ gì? Chữ bà này là cái gì? Và chữ như này là mình sẽ biểu diễn như thế nào? Rồi bây giờ xem cái bài giải của bạn. Thì ở đây bạn gọi A là biến cố hộ gia đình được chọn ngẫu nhiên có máy vi tính ha. Cái A này em không cần dùng cái dấu ngoặc cho chữ A đâu, mà em phải dùng cái dấu ngoặc dấu ngoặc kép về cái chỗ em nên dùng cái dấu ngoặc kép ở chỗ này nè. Chỗ này A hai chấm nè, mở ngoặc kép chỗ này, thấy chưa? B là hộ gia đình được chọn ngẫu nhiên có thu nhập trên 20 triệu. Thì theo đề bài là xác suất để một hộ gia đình là có máy vi tính là 0,52 và có thu nhập trên 20 triệu không sao. Và có máy vi tính nếu như hộ đó có thu nhập trên 20 triệu 0,75, cái này là để cho nè. Câu A là mình nên ghi cái câu là xác suất cần tính nữa. Xác suất cần tính có nghĩa là gì? Là xác suất để một hộ gia đình có máy vi tính và có thu nhập trên 20 triệu. Thì cái này là mình tính bằng BB, tại vì là ở đây nó cho là xác suất của A với điều kiện B nè. Thấy không? Xác suất của A với điều kiện B. Cho nên mình sẽ lấy BB nhân cho BA với điều kiện B. Tại vì cái công thức chơi xác suất của mình đó là xác suất của biến cố A giao B nó bằng là xác suất của biến cố A nhân cho xác suất của B với điều kiện A. Cũng có công thức này nhưng mà này là nó không cho. Cái này là đề không cho, thấy không? Để không cho. Để không cho biết cái này. Cho nên không sử dụng công thức này. Cho nên mình sẽ sử dụng công thức còn lại là gì? BB nhân cho BA với điều kiện B, đúng không? Đấy. Thì ở đây mình cái này là đề có cho nè. Để cho nên là mình sẽ sử dụng công thức phía dưới ha. Đây là dùng công thức phía dưới đúng rồi nè. Đó, thì không phải 45. Và câu B thì đề yêu cầu là tính xác suất để một hộ gia đình có để mình coi là cái đề đề này có máy vi tính nhưng không có thu nhập trên 20 triệu. Có máy vi tính nhưng không có thu nhập trên 20 triệu. Thì cái này là có máy vi tính nè.
Thì chỗ này là có máy vi tính này, chỗ này là có máy vi tính nha, có máy vi tính. Còn cái chữ B ngang này là có thu nhập, không có, không có thu nhập trên 20 triệu. Và em lên ghi thêm cái câu là chỗ này em ghi lên là xác suất cần tính ha. Thì cái mức này họ dùng là đúng rồi em, dùng là đúng rồi. Cái 0702, 0752 trừ 0745 là 0707. Thì bài làm của bạn đúng rồi em. Tuy nhiên thì mình phải cần ghi thêm cái câu dẫn, chẳng hạn như câu dẫn là đây nè. Thì ở đây mình ghi là xác suất cần tính ha. Vì thì cái câu xác suất cần tính này cho câu A, cho câu B này được rồi. Rồi bài làm của bạn Như Quỳnh rất là tốt ha. Rồi thì cảm ơn bạn Như Quỳnh nha. Cảm ơn bạn Như Quỳnh. Rồi tốt quá, chúng ta học như thế rất là tốt, có tinh thần. Rồi rồi bây giờ tới câu số 8 nè. Rồi một bạn đọc cái đề con thứ 8 luôn. Biết kêu bạn nào Nguyễn Hoàng Việt đọc cho thầy cái đề nghe. Câu 8 trong một đội tuyển có hai vận động viên A và B thi đấu. A thi đấu trước và có hy vọng 80% thắng trận do ảnh hưởng tinh thần. Nếu A thắng trận thì có 60% khả năng B thắng trận, còn nếu A thua thì khả năng này của B chỉ còn 30%. Tính xác suất của các biến cố sau: A đội tuyển thắng 2 trận, B đội tuyển thắng nhất 1 trận. Rồi, cảm ơn. Câu này em giải chưa? Hả? Câu này em giải. Em giải chưa? Giải vậy rồi. Vậy rồi, em có thể chiếu chụp lên cái giống cho các bạn tham khảo không? Dạ được. Rồi. Em chụp gỡ lên như này đi. Em còn lại cố gắng đọc kỹ này nha. Cảm ơn bạn Việt đã gửi cái bài giải lên cho lớp tham khảo nha. Thì mình thấy không thấy cái phần đầu của cái bài giải của em nè. Bài 8, cái này là bài 7. Bạn đặt MI là vận động viên Y thắng nha. MI là vận động viên Y thắng. Vậy thì ở đây bạn đặt MI như vậy, đây ghi BA là không được. Mình đặt A luôn. Em gọi A, B là lượt là biến cố và ghi A thắng. Nếu mà em gọi một M, I mà ghi thế này thì chỗ này em phải ghi là B, B, A, I, M, A, M, B. Nó hơi khó. Cho nên ở đây mình sẽ gọi trực tiếp là gì? Mình gọi thế này thì sẽ là thì ở đây mình sẽ gọi thế này. Gọi là A là biến cố và đầu tiên A thắng. A rồi A là biến cố và đầu tiên A thắng. Mình gọi thêm cái đi và B. B là biến cố và đầu tiên B thắng. Gọi thêm như thế này nè. Cái này luôn là cái gì để em bắt kịp bà là. Dạ. Bây giờ gọi tên như thế này Hoàng Việt. Yeah. Thì bây giờ mình có là biến cố A xác suất là 0.8 nè. B có điều kiện A là 0.6 đúng luôn nè. Rồi B có điều kiện A là 0.3 đúng luôn nè. Điều này nó cho là gì?
Vận động viên A là thắng là xác suất mình 80% đúng không? Có 80% khả năng là thắng. Và do ảnh hưởng tinh thần thì nếu mà A thắng thì xác suất của B thắng là không là 60%. Còn nếu A thua thì xác suất B thắng là 0.3. Vì ở đây nói là xác suất đội tuyển thắng hai trận là A thắng rồi B thắng luôn đó. A thắng rồi B thắng luôn. Tức là xác suất của biến cố A nhân cho xác suất của biến cố B với đội tuyển A. À, không phải 0.8 này đúng rồi nè. Ở câu B là yêu cầu tính gì ạ? Câu B là yêu cầu tính gì? Ở câu B là đội tuyển thắng ít nhất một trận đúng không? Đội tuyển thắng ít nhất một trận. Mấy cái bài lúc nãy nó thì tôi đứng rồi mở cái file lúc nãy tôi sửa cho bạn ra đó mà nó mất tiêu cái file đó như nó nằm ở đây trong cái hình ảnh nè. Ủa cái này hình ảnh cứu của thầy nhầm rồi. Em giống thích chơi đây. Đây. Nên thì sửa cho bạn tới đây rồi nè. Đấy, thì bây giờ là cái câu B lúc nãy đó là câu B là mình tính đội tuyển thắng có ít nhất một trong hai vận động viên A hoặc B thắng là xác suất biến cố này đúng rồi nè, nghe không? Biến cố này đúng rồi. Thì bạn dùng công thức A hợp B bằng BB cộng BA trừ BAB là không, cái này là không phải đấy. 52 chứ hả? 52, không phải 52 phải không Việt? Không phải 52 chứ hả? Không phải 52 rồi cộng cho 0.8 trừ cho 0.48 là 0.86 đúng rồi nè. Đáp án đúng rồi đấy em. Rồi vậy bạn Nguyễn Lê Hoàng Việt hay Nguyễn Hoàng Việt thầy quên rồi nè. Nguyễn Hoàng Việt làm đúng rồi đấy em. Thấy không? Thì mình gọi tên biến cố cho nó rõ lại là được ha. Rồi thầy cảm ơn em. Rồi tiếp theo mình coi cái câu số 9 nha em. Câu số 9. Rồi câu 9 nè. Một bạn đọc cho thầy cái đề câu 9 đi. Nguyễn Thị Quế Trân. Dạ thầy là thầy. Câu số 9. Dạ. Có ba hộp A, B và C đựng các lọ thuốc. Hộp A có 10 lọ tốt và 5 lọ hỏng. Hộp B có 6 lọ tốt và 4 lọ hỏng. Hộp C có 5 lọ tốt và 5 lọ hỏng. A. Lấy ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra một lọ thuốc, tính xác suất để được 3 lọ cùng loại. B. Lấy ngẫu nhiên một hộp rồi từ hộp đó lấy ra 3 lọ thuốc thì được 1 lọ tốt và 2 lọ hỏng, tính xác suất để hộp A đã được chọn. Rồi thầy cảm ơn. Câu này có bạn nào giải chưa? Có ai giải cái câu số 9 này chưa? Vô nhỏ ngủ chưa nè con. Nếu mà chưa thì để thầy hướng dẫn luôn ha. Rồi, thì các em đọc cái đề lại nè. Đây là lấy ngẫu nhiên mỗi hộp ra một lọ thuốc, tính xác suất để được 3 lọ cùng loại nè. Thì bây giờ ở đây là
tốt với hỏng không, có tốt, có hai tính chất là tốt với hỏng. Như vậy thì tốt với hỏng. Thì bây giờ mình sẽ gọi tên biến cố như thế này. Em gọi A là biến cố là lọ lấy ra thì hợp A là lọ tốt. Là loại tốt à, tương tự như vậy thì mình gọi B là biến cố gì, loại lấy ra từ hợp B là loại tốt luôn à, vậy thì em phân biệt cái tốt xấu thôi, xong qua là cái có gạch đầu hay không gạch đầu ha. Còn ABC là mình sẽ phân biệt là nó là từ cái hợp cái hợp loại nào à, loại lấy ra từ hợp C là loại tốt luôn. Như vậy thì nếu mà mình nói là lọ lấy ra từ hợp A là lọ xấu, lọ hỏng thì mình sẽ có gạch đầu trên, đúng chưa? Đấy, như vậy thì ở đây câu A mà Phan đã làm câu A, mình phải ghi tính mấy cái xác suất này trước đi. Thì em có cái xác suất của biến cố A là nhiêu? Thì em thấy là cái hợp A đó có 10 lọ tốt và 5 lọ hỏng, vậy thì xác suất lấy được lọ tốt là nhiêu? Lọ tốt là như vậy. Đâu rồi? Được không? Có đứa nào trả lời được không? 10 phần 15 đúng rồi. 10 phần 15 à, tức là 2 phần 3, thì ghi 2 phần 3 được không? Rồi. Tương tự như vậy là B là như, xác suất là như, là 6 phần 10 đúng không? B có 6 lọ tốt, 4 lọ hỏng, tức là 6 lọ tốt trên 10 lọ tốt. Trên 10 lọ chứ. 6 phần 10 tức là 3 phần 5. Và xác suất của biến cố C là như? 5 phần 10 tức là 1 phần 2. Và em nhớ cho thầy thêm là cái ABC này là nó độc lập với nhau. Độc lập với nhau. À. Em nhớ như thế là độc lập nhau thì tại vì cái này là ba cái lọ này phân biệt mà. Vì cái em lấy từ cái hộp A là lọ tốt coi lọ hỏng gì đó, nó không ảnh hưởng đến xác suất của biến cố B đúng không? Đấy, hoặc là C. Đấy, thì ba cái lọ độc lập nhau. Vậy thì ở đây mình áp dụng công thức nhân cho trường hợp các biến cố độc lập nè. Thấy không? Áp dụng công thức nhân cho trường hợp các biến cố độc lập. Tức là em sẽ tính cho thầy là câu A là xác suất được 3 lọ cùng loại. Đúng không? Xác suất được 3 lọ cùng loại. Câu A có lẽ A, chữ A mình ghi trên đây luôn. Tại A, B là nó hỏi khác nhau. Đấy, thì bây giờ cái xác suất cần tính của mình là gì? Xác suất cần tính. Xác suất cần tính tức là xác suất được 3 lọ cùng loại đó. 3 lọ cùng loại có thể là nó là cùng hỏng hết hoặc là nó cùng tốt hết. ABC có nghĩa là ba lọ cùng tốt mà, và A ngang, B ngang, C ngang có nghĩa là ba lọ cùng hỏng. Nhưng mà hai cái biến cố này là nó xung khắc nhau đúng không, cho nên là mình sẽ ghi thành là xác suất của tổng bằng tổng xác suất A ngang, B ngang, C ngang đấy. Nhưng mà từng cái biến cố trong cái nhóm này đó là nó độc lập với nhau, cho nên ở đây mình sẽ ghi thành là xác suất của biến cố A nhân cho xác suất của biến cố B nhân xác suất của biến cố C. Tức là do ba biến cố này nó độc lập nhau nè. Và tương tự như vậy thì ba biến cố A ngang, B ngang và C ngang nó cũng độc lập nhau luôn, cho nên xác suất của tích nó bằng tích xác suất. Và lúc này mình thấy số như là chỗ này nó là 2 phần 3 đúng không? Chỗ này 2 phần 3, chỗ này là 3 phần 5. Rồi chỗ này là 1 phần 2. Còn ở đây là gì? A là 2 phần 3, xác suất của A là 2 phần 3, vậy xác suất A ngang là 1 phần 3 nè. Còn xác suất của B là 3 phần 5 đó. Vậy thì B ngang nó sẽ là 2 phần 5. Và xác suất của C ngang nó bằng 1 trừ với xác suất của biến cố C là bằng 1 phần 2. Và mình thấy số vô thì lúc này nó ra gì? Này 2 này đơn giản với 2, 3 này đơn giản với 3, vậy chỗ này còn 1 phần 5 đúng không?
một năm. Còn chỗ này thì hai đi giải hai, chỗ này là còn 1/15. Quy là mẫu lên thì nó sẽ ra là 4/15, cái này là 3/15 nè, cộng 1/15 là 4/15. Đấy là xác suất lấy được 3 lọ cùng loại đúng không? Lấy được 3 lọ cùng loại. Cái bài này nó hơi khó, em bài này nó hơi khó. Mà trình bày nó cũng hơi dài nữa, thì mình thấy là từ chơi dưới mấy câu A thì nó dài thế. Còn câu B đó thì nó... Để thì xem cái đáp án của em đúng chưa. Câu này là câu số 9. Câu số 9 là 4/15, mà đáp án A là 4/15 là đúng rồi. Thế thì gọi ABC luôn. Trong đây, trong bài giải này thì nó gọi là A1, A2, A3. Đấy. Thì bây giờ em nghiên cứu cái câu B nè. Lấy ngẫu nhiên một hộp và từ hộp đó lấy ra một lọ thuốc thì được một lọ tốt và hai lọ hỏng. Rồi tính xác suất để hợp được chọn là hợp A. Thì cái này nó vận dụng cái công thức xác suất đầy đủ và công thức BZ từ chỗ này luôn các em. Đấy. Thì bây giờ nếu mà mình lấy ngẫu nhiên một lọ một hộp, lấy ngẫu nhiên một hộp thì mình có thể lấy được hộp 1, hộp A, có thể lấy được hợp B, có thể lấy hợp C, thấy không? Vậy trong chỗ câu B này đó là em phải gọi tên biến cố mới à. Em gọi tên lại biến cố mới à. Bây giờ thì sửa câu B. Cái này câu gọi hoa rồi nha, bây giờ mình sửa câu B thôi. Mình sửa câu B thôi. Thì ở câu B này thì mình gọi tên lại, mình gọi A là A, B, C, lần lượt là cái hộp được chọn, hay là chọn được hộp A, B, C, lần lượt. Vậy thì ở chỗ này ABC này nó không giống ABC chỗ câu A đâu nha. Đấy. Và cái này là mình chọn được một lọ tốt hai lọ hỏng không? Mình chọn một hộp rồi sau đó từ hộp đó mình mới lấy ra ba lọ thuốc cùng lúc. Đấy không? Là mình gọi đây là biến cố ba lọ lấy ra có một lọ tốt, hai lọ hỏng. Dạ. Thì bây giờ theo đề bài mình có gì đây? Mình có là BA nè bằng BB bằng BC bằng 1/3. Không, tại vì đây nó có ba lọ, giờ mình nhắm mắt mình chọn ngẫu nhiên một lọ thì xác suất được loại A là 1/3. Tương tự như xác suất loại B cũng là cái hộp B cũng là 1/3 và xác suất chọn được hộp C cũng 1/3. Được không các em? Đó. Và mình sẽ đi tính cái xác suất của biến cố D này với điều kiện A. D với điều kiện A có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu như mình chọn được hộp A và từ cái hộp A mình lấy ra ba lọ và được lọ tốt hai lọ hỏng. Thấy không? Đấy, thì bây giờ thì em coi cái lọ A nè, cái hộp A nè. Hộp A nó có 10 lọ tốt, 5 lọ hỏng, tức là nó có 15 lọ đúng không? Mà mình lấy ra 3 lọ là C3 15. Đúng chưa? Điều kiện A là mình đã chọn được cái hộp A và từ hộp A mình lấy ra 3 lọ. Và bây giờ mình được lọ một lọ tốt, hai lọ hỏng, một lọ tốt mình lấy trong số 10 lọ tốt này là C10. Và hai lọ hỏng là mình lấy trong số 5 lọ hỏng này là C25. Mình có thể để như thế này cũng được, hoặc là mình tính ra cũng được. Bây giờ chúng ta thống nhất là tính ra luôn đi. Em bấm máy tính cái này cho thầy. Tính ra cái số này cho thầy ha. Rồi tính xác suất của biến cố D với điều kiện B. Thì cái công thức nó là cái gì đây? Nếu như mình chọn được cái hộp B, mà hộp B thì nó có 6 tốt, 4 hỏng, mà mình lấy được 1 tốt, phải không? Và lấy 2 là hỏng trong số 4 là hỏng. Chia cho C30. Tại vì nếu mà
mình chọn được hộp B đó thì nó chỉ có 10 hộp, 10 lọ. Rồi mình lấy ra 3 lọ thì số cách lấy là C30. Cái này các em cũng tính ngay dùm thầy luôn. Và tương tự như vậy thì xác suất của biến cố D với điều kiện C tính ngay dùm thầy luôn là như nó là C15, C25 rồi chia cho C30 đúng không? Rồi bây giờ chúng ta tính mấy cái này ra chưa? Đọc cho thầy kết quả ghi vô nè. Mới xài em ru chưa hả? Bây giờ này mới ngủ chưa? Dạ 20/91. Thầy tưởng mấy đứa ngủ chưa? Này là 20/91 đây em. À, người bên đây. Bên đây tính đúng về người bao nhiêu? Hả? 3/10 ha. Rồi chỗ này. Năm phần 12. Đúng chưa? 5/12. Rồi. Vậy thì ở đây là như vậy thì xác suất mình áp dụng công thức xác suất đầy đủ nè. Thì theo công thức xác suất đầy đủ á, công thức xác suất đầy đủ. Hôm trước mình không có đủ thời gian để mà trình bày công thức xác suất đầy đủ này ha. Rồi thầy đã nhờ các em tự xem lại. Thì mình sẽ có xác suất của biến cố D nè, nó bằng xác suất biến cố A rồi nhân cho xác suất của biến cố D với điều kiện A đúng không, rồi cộng cho xác suất của biến cố B nhân cho D với điều kiện B, rồi cộng đi cho xác suất của biến cố C rồi nhân cho xác suất của biến cố D với điều kiện C. Cái này là công thức xác suất đầy đủ anh em. Và mình thế số vô nè, thế số vô nè, cái này là bằng nhiêu? 1/3 nhân 21/91 rồi cộng cho là 20/91 là 21 20 hả? Ừ, 20. Rồi cái này là cũng 1/3 là BB là cũng 1/3 này em, rồi nhân cho 3/10 rồi cộng cho BC là 1/3 và nhân cho BD với điều kiện C là 5/12. Rồi bây giờ mình tính kết quả này ra bao nhiêu. Tính ra giùm thầy với các em. Mình lấy số thập phân luôn hay sao ạ? Lấy số thập phân luôn đi. Dạ, 0.3121. 0.3121. Rồi. Đấy, như vậy thì đây là nó không yêu cầu tính xác suất để lấy được một lọ tốt, hai lọ hỏng nha, mà nó nói là tính xác suất hộp A đã chọn. Thì xác suất hộp A đã chọn của mình là 1/3 nè. Tại sao nó kêu bằng tính nữa? Hả? Hả các em? Các em có thể giải thích được gì sao không? Sao nó kêu bằng tính xác suất của biến cố A nữa? Là lý do thế này, sau khi mà mình lấy được cái hộp A rồi, một hộp rồi đó, mà mình không biết nó là hộp nào. Ví dụ như bằng điên đi, bằng điên mình lấy ra một cái hộp đi, rồi bây giờ mình lấy ra 3 lọ, rồi lấy được 3 lọ rồi mình mới soi với đèn mình thấy là gì đây, được một lọ tốt hai lọ hỏng nè. Đấy, bây giờ mình mới không có vô bóng tối là không vô phòng lại, nhưng mà mình muốn tính coi cái hộp nãy mình chọn là có phải hộp A hay không, với xác suất là nhiêu. Thấy không? Vậy thì ở đây là xác suất cần tính của mình đó là gì? Là xác suất của biến cố A với điều kiện D nha các em, chứ không phải là xác suất của biến cố A không. Xác suất của biến cố A với điều kiện không biết thông tin là bằng 1/3 ha. Còn xác suất này nó sẽ bằng cái gì? Bằng xác suất của biến cố A nhân cho xác suất của biến cố D với điều kiện A. Thì cái này là A giao D này nha, cái này là A giao D nè. Rồi chia cho xác suất của biến cố D ha. Đấy, thì cái này nó sẽ bằng 1/3 nhân cho 20/91 rồi tất cả chia cho 0.3121. Rồi em lấy máy tính bấm cái này ra giùm thầy kết quả.
Con bấm về được không? Kết quả nha. Thì thật chất là cái kết quả nó sẽ là 20/91 nè, cộng cho là 3/10, rồi cộng cho là 5/12. Ủa, cái này không phải, cái này chia cho 91 thì chia cho cái tổng ấy, 20/91, 20 chia 91 cộng cho 3/10 tức là 0.3 rồi cộng cho 5/12. Thì tính tắt ra thôi, còn em phải tính ra cái kết quả này ra 0.2347 không? Để cho nó có 1/3 thì bỏ 1/3 chứ cũng có 1/3. Thực chất tức là mình lấy cái số hạng thứ nhất này nè, lấy cái số hạng thứ nhất này nè, số hạng đầu tiên này nè, mình chia cho tổng ba số hạng này, đúng không? Tổng ba số hạng này, cái công thức này nó gọi là công thức 3Z đó em. Công thức 3Z đó là 0.2347. Để thầy coi cái đáp án rồi đúng không, nếu mà không đúng thì mình sẽ xem lại nha. Một số 9 là chỗ đáp án B nè, 2347 đúng rồi nè. Tính theo phân số, tính theo số thập phân, số thập phân. Rồi đây là câu B của câu 9B ha. 9B này các em xem lại, chép vô giùm thầy đi, hoặc là chụp lại em tham khảo đi. Nó không đầy đủ à, chữ nó lớn quá. Đây, nhỏ gì là các em chắc không thấy. Thì cái nội dung của câu 9B này nó là cái công thức 3Z và cái công thức xác suất đầy đủ rồi. Thì nó là trong xác suất và công thức xác suất đầy đủ nữa, thì đi theo cái công thức 3Z. Thì dưới đây là công thức 3Z nè. Thì khi mà mình gọi như thế này thì ABC là hệ đầy đủ biến cố ha. Em ghi thêm cho thầy là ABC là hệ đầy đủ biến cố. Là hệ đầy đủ các biến cố. ABC là hệ đầy đủ biến cố. Câu B này nó khác với câu A, biến cố ở câu B nó khác hơn ở câu A nha. Đấy. Rồi câu 9 là như thế nha các em. Rồi như vậy thì còn rất là nhiều câu ở chương 1 này mình chưa giải ha. Nhưng mà thầy tin là với cái hướng dẫn của thầy như thế thì chúng ta những cái câu còn lại này chúng ta có thể giải được. Nha. Đấy, và thầy sẽ hỗ trợ thêm cho các em thêm tới câu 16 ở trên cái trang hệ thống của cô ta ha. Thầy sẽ cố gắng, thầy sẽ giải hướng dẫn thêm từ cái câu số 10 đến câu số 16 trên cô ta. Còn những cái câu còn lại là các em phải cố gắng tự giải. Thì buổi học của thầy, buổi học chúng ta đến đây.